ăn tiếp đi. Cạn coi. Cạn nữa cạn ơi. Đừng lại. Con trình quá à. Đi đẻ mới về vậy? Sao nói đi luôn mà vậy chứ hả? Bữa nay kiểu hết nổi rồi đi về. Hết nổi hả? Đem cái điện theo luôn hả? Gõ cửa có chổng không? Bay kìa. Có cửa này ra coi. Chứ sao nó cũng về phải không? Đi ai vậy? Bà nào đi? Con chẳng được chờ hơn đó, ra trời mình nó ống đó bà thằng ngon thì ổng ta còn ổng hả? Trời ơi, ổng đây. Trời ơi, vợ về mừng. Ôi ơi, nhìn kìa lại nè. Trời ơi. Chưa 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 đã. Để mà nghe tối nay mà. Tại tối chung nhà đó. Rồi được rồi. Rồi xíu. Đúng rồi. Mà xuống ơi. Cô chỉ coi. Dạ không nha. Bây giờ lộn ôm độn ông đi bà ngoại cho luôn. Quên bà ngoại đi rồi. Chính nè. Rồi chính tao ngoại đâu. Rồi xuống rồi. Bữa nay tươi tắn cười rồi nè. Nhà đó nha. Trình dài rồi, lại mới hết hết cũng vụ mất ngủ rồi nè. Hôm nay về nhà đó. Hết buồn rồi. Hết buồn kìa, vui luôn rồi kìa. Đi lụm ngực chiếc chéo. Chứ này giống con lợn nó bỏ quên bỏ hổm đi ngoài nằm nè. Ơ nhớ bỏ hổm ngày bỏ hổm tôi để ngay chỗ cái đầu con cá mà tôi để vậy vậy. Ờ. Ờ đi về luôn hả? Lại bỏ quên. Có bụng rồi kìa, đói bụng lấy tô cơm coi cho nó ăn đi. Cho con đi. Có về nhà cái ăn cơm liền ha. Có bụng rồi đem đây nè. Này nay muốn về nhà đó nha mọi người. Nó nói bụng rồi đi về ăn cơm. Nhà lại giống chỗ ăn ở miễn phí đi trời. Ừ. Lộn nè. Lại. Ăn cơm gì ạ? Vậy thôi. Cơm già không có vậy. Vui dữ nghe. Bốn bò coi. Em ơi ăn cơm gì ạ? Bò hầm xong chưa ăn đi, ăn cơm có ẹt. Ờ cơm gà lôi. Trời ơi. Bò hầm chắc nè. Không. Bò hầm 2 ngày rồi. Đúng rồi. Mềm ờ. Có xúc xích cho ăn đi. Có xúc xích thì tối chiên cho ăn. Xúc xích hả? Xúc xích tối đi, tối chiên cho nó ăn. Tối nay chắc ăn bọc quá. Ờ cái nãy gì chết? Không quẹt đó hả? Trời ơi, vậy nó ăn kìa. Vậy là mấy bữa nay Trinh nó đi rồi lại nó nhà nó ăn vậy đó hả? Nó có đâu, tại vì nó thân thành đầy đủ. Tại vì như cái thái ăn không quẹt á. Kỷ niệm của bà ngoại để lợn. Nên nó tượng trưng nó nhớ lợn thì ăn nó đi, ăn tượng nhớ lợn. Đang vui nhắc tới bà ngoại hỏi buồn nữa giờ. Đâu phải, ý nói vậy á, con quẹt là nó vậy. Nhắc tới bà ngoại nó khóc giờ. Cái là thịt của bà, bò hầm nó giống kìa mà nó chưa ăn. Ủa nó ăn bò hầm không trời? Mà ăn hết rồi, hết ngày qua. Nó giống đang thiện trình chứ gì? Thì có ý nói nó phải là thì cái bằng qua vậy đang kéo thôi đi nữa đó. Đây là nó còn cái nồi không ở trên này. Nhắc ơi nhớ rồi. Còn xương rồi. Mày ơi, mày già bộ. Trời ơi, nghĩ sao mà trên gì mà nó kêu còn xương, kêu trên vô ăn trời. Ê, nó còn thịt còn xương. Đầu hôm nay còn 2 kg không Trinh? Rồi, chạy đầu như vợ luôn rồi thấy không? Nay vợ về chắc vui lắm ha lại. Mấy ngày chưa tắm Trinh. Lại. Vui dữ rồi nghe. Tối nay không mấy chở đi ăn kinh tố đây. Kinh tố đây. Bảy mươi chưa có. Tối tối nằm bầu ngư không? Ờ. Tối nằm bầu ngư. Vì lại định tối nay ăn bầu ngư hả? Ừ. Bọn đi ăn bầu ngư viên ha. Không có thời gian mà. Trời đâu có đầy đủ luôn mày đó. Ai có rí mở hành lên không bà? Có đầy đủ, tao hơi đã mãi đầy đủ để sẵn ra ai muốn ăn vô chiên ăn à. Mà có cái có tiền không? Không gà xin không cân đấy, kiểu này chắc đắt dữ à. Ông Trinh đến ai suy nghĩ gì nó tự chạy rột rồi lo sợ đông lúc mà trứng tướng mới mới mở hành vô một cái à chứ đâu đâu lại giờ nướng chín quá chín nướng như vừa thôi lại giờ mô phỏng nữa coi mình cầm xà lông lên mình hớp sao đâu dạ con xà lông cái con xà lông ăn sao cái con xà lông tự lên mấy cái mà bận cái này quá phải không xà lông ba cái xà lông ba lớn nè đâu rồi lên nữa coi vì cái này nè chứ thịt luôn cái này gì đó cái đích thì của wow, người ông tới chân ta ấy đó á mình sao đâu cái đích đó mà nó làm gì nè người ông tới chân làm gì nào không còn cái này cái đường hẻm đó là cái tất nhiên là cái đường qua lợn đó đó đường nút dông đâu đó
Ê, nó nói chứ ta hiểu vấn đề thì không, ta nói mối thiệt cái thiệt đây thiệt á. Rồi suy nghĩ cái vụ gì mà tự nhiên hẻm gì từ lưa chân ông nó có ý đó, thì Sài Đông có thiệt nhưng Sài Đông có lớn nè có mà Sài Đông có tiếng mấy nhiều quên à. Tức là mình muốn ăn đó mình phải thử cái chỗ nó cái đường hẻm đó phải không? Rồi ba nó ba gông á thì con nào không ăn thì nó ba cái gông nhỏ gì cũng như mình thấy mà nướng thấy gì luôn ha, chứ không có về làm thì lợ thôi vậy ăn mà hỏi chữ ông đó, ông ăn không bỏ túi này chữ ăn gì này chữ ăn đó. Ủa vậy sao anh Trinh nó nói gì không ăn bỏ này anh Trinh cho ăn có ké đâu lắm ừ mà giờ hết tiền ăn rồi đúng không? Trời ơi Trinh ơi đứng đi ăn ké gì tùm lum vậy kìa đó. Có nó mà nó đi ăn ké. Đi ăn ké mà ăn của ai? Hai đứa là giờ hai chồng vui quá trời. Tóc tay. Ai lại ơi. Có chỗ nào ăn ké được ạ? Chỗ đó giải gì ạ? Ghê vợ đi lên đó kìa. Đó cái đây khoảng 7 năm nữa trước. Là lâu rồi vậy thấy à. Đi ăn ké à, bây giờ có tiền mới ăn thôi, không có tiền gì đâu. Anh nói gì sao trên cái quầy? Chuyện này về okay, nói quá lại ừ. Ủa nhà không ăn gì ăn ké. Ủa nhà nó đi hoài có đồ ăn. Ủa nhà không ăn rồi đi ăn ké. Còn đi mấy ngày ăn gì nói. Có đồ ăn. Ủa nhà không ăn gì ăn ké. Ủa nhà khi phải ngày 82 mà cử được chứ. Để gì hơi gần sao ngờ ăn được trời. Nhỏ đâu rồi. Phải ngâm cũng như con ốc kia phải ngâm đất cát không rồi à. Ngâm cái hai bữa cho nhả đất gì hết giờ cái làm ra từ đầu anh thằng ơi sầu lông gì mà mãi dữ vậy chính. Sao mày lý do sao mà về nhớ chồng hay sao nói ra nghe coi chính. Nhớ chồng nhớ chồng hả vậy là hết giận rồi hả hết giận rồi hả ấy nó thèm xúc xích phải chịu hết nổi rồi. À anh Trinh nó thèm xúc xích quá nó về à. Nó nói luôn đó. Ừ. Ừ. Viết đá nè. Ừ, hai đứa này. Nó giờ xúc nào xúc nấy vừa giữ chờ còn nào bự nữa không? Con lúc. À. Con lúc. Vui dữ à, hôm nay vui dữ à. Tối ngày sáng đêm. Chứ hôm nay mình ở quay anh Trinh với lỡ tới nửa đêm coi sao. Tối nay chắc kêu qua vợ chồng đi chỗ khác ngủ cái gì tối không có nhiều khi bà ngủ hôm trước vậy trong dung dinh quậy gì bà nói gì nhẹ nhẹ gì đâu nhẹ nhẹ gì đâu mạnh dữ vậy. Ủa cái địa lý đất chỗ này nó hay rung quậy vậy kìa động đất nhiều khi thì cũng mạnh quá cũng nhẹ quá thì sợ nó không đủ cái số chịu lực của nó đủ chắc nghĩ là chắc như cột nó để lâu quá nó yếu quá lục quá hả. Ừ, đúng rồi. Cái này phải coi hay phải sơn nó mới được cái này chắc đem mà thay cục sắt cái này phải là thay dậu rồi đừng cho mọc ăn á. Mấy bữa nay ở ngoài kia có ăn gì không mình về nhà ăn khô khan chàng không chàng nước vô kìa thứ đá ha chàng đá vô ăn ha ơi đúng rồi xích đây nè bây giờ mình về mình sai trên giờ mình sai đi nổi ơi không mệt gì nó cũng không nổi thôi bây giờ nó muốn mệt mày muốn mệt mày đó kêu nó đi mua nó ăn cái mặt thấy nó xài hèm kìa hèm đút chân lợi miếng lên trên hèm thì ăn đi ngại nữa được nhưng mà giờ mình ăn vô không được ngủ rồi xong á gì ăn không được nhìn thèm mà ăn không được dạ mẹ không có thèm gì rồi nó độn phở là sao á. Ê ầm. Ai? Làm gì nó cười miếng chi cái quậy trời. Mấy bữa nay nó nhớ con Trinh nhà nó nghẹt mũi luôn rồi kìa. Đút mũi còn mũi nó cứ còn đút cho. Để chồng đút đi. Trời ơi, trở hoài đó. Mà ăn hoài, có ngày ăn ăn gì ngủ chị ăn hoài. Cơm cho vợ cái coi. Làm quà lại cái coi. Vui rồi đó. Mày coi đi. Ê trời. Rồi. Mà khỏi đứa ấy cơm lấy nguyên kéo vô chảo giả nguyên muỗng đút lên thử coi.
Rồi sặc cơm vô mặt bây giờ. Mới thấy cái gì đó. Mới thấy cái gì chăng vô mặt chinh luôn kìa. Sao nhắm tối nay ngủ được không chanh? Chắc ngủ hết được rồi. Một mình ngủ ai á, không có ai trong địa đâu chứ. Giờ có hai mình, có Hiền hoài à. Hôm nay nhìn lợ tươi quá. Tự lợn cho chút rồi. Chứ ra nhổ liều thuốc khỏe rồi. Nhổ liều thuốc khỏe lại ha. Bị cảm cũng dài nằm trong nhà không à. Nghe tiếng khăn khăn biết rồi. Thẩm với mẹ chồng hay chưa? Mới về sao mà Thận được? Có về có người mẹ chồng gì không? Sao về ăn cơm? Có thấy mẹ chồng đây đâu thưa? Có mẹ chồng đâu thưa? Mới thấy bà nãy đây nè. Nó mới về tới thì nó về. Mới về nhưng bà thấy bà mới về luôn. Ủa bà đâu? Đâu bà đâu? Không thấy đâu. Anh đây nè. Bà đâu? Đâu? Bà mới đi xe bả tới tại. Thấy đâu trời? Rồi kiếm mày chồng luôn coi. Ngồi quán phê. Vậy đó hả? Ơi cô chị. Vậy đó hả? Ba ngồi đó. Ai nó nói chứ lại Kim Trinh về có xin mẹ chồng chưa? Cái gì có xin mẹ chưa? Xin gì có xin. Rồi mặt này là nhìn biết rồi trả lời suy nghĩ rồi. Ngày ơi có ai mà phải xin. Nhà của ai? Nhà của ai? Mẹ cũng xin. Thầy không nghe. Mình không muốn cho. Nữa. Cũng dành quá vậy. Không quá chứ thì bà dạy. Ở chơi hòa đồng ở chung đi cho vui. Thì sao? Ai hơn một kẻ mà hại bà ngoại tao. Ai? Cái gì nữa trời? Ừ, mới đang vui thì buồn nữa. Tao nữa đó, bà ngoại nữa đó. Sao mới vui đây là sổ của tự nhiên coi là gì? Ví dụ gì mà chuyện liên quan tới bà ngoại nữa. Có người em tùa á. Bà ngoại nữa. Bà ngoại nữa. Bà ngoại đi. Người có nói cái nào là cái gì? Tối ngày sao mình làm sao mới chứ? Người có mẹ tôi mới nói. Mới dàn tô cơm trong cái lọ nữa. Thì là lấy tô cơm đó thấy không? Thì lấy tô cơm ăn nữa đi. Lấy tô cơm ăn nữa đi. Oh my god. Cái gì vậy? Cho ông em như nói được không? Em coi. Ờ không biết đi lỡ. Nè bây giờ không có hổng chồng không vợ cái đi. Hổng quá không cho hùng luôn thầy cơ. Không vợ nào không? Không đi, không đi, không đi. Không đi kìa, không đi kìa. Không đi đó, không đi đó. Đây đây đây. Không có gì ngộ hả? Không có. Không có gì ngộ vậy? Trời ơi. Trời ơi. Tớ không về. Quá mẹ hùng kìa. Tức là nó không kiểu à, kiểu hơi mạnh dạn chút xíu. Còn gặn lại nó không hơn trên đường kiểu mới à. Trên đầu cái này là nó không kiểu đâu. Thì 80 mới có em về đó. Thôi để nó đây trên. Anh đang nảy đi thôi. Không có về đó. Nó lửa trời. Ông không kiểu mạnh quá à. Tức là ông ta mới về đó. Tưởng ai mới nhấn lửa gì không? Ba ngày nó không mạnh cái đó, mà có không mạnh cái đó. Bởi vì ông nhà lên. Ông viên gì? Ông nhà. Ông nhà. Viên trong phòng cọc kìa. Rồi rồi, mày dám nói à, tôi xíu giờ tới ha. Mày nè mày. Nó nói cho lại mình làm mình lại cái đàng hoàng cái. Nghe vậy á. Nhẹ nhẹ thôi. Ông làm gì đi chơi. Ông viên á. Thì ông cạp chứ ông không chơi. Cái này nhớ là nó quá xàm mà, không ai làm gì tự nhiên cái gì. Trời ơi. Trời ơi. Đi đi mày. Trời đi ơi. Đi. Rồi đi nữa rồi. Trời ơi. Quá. Rồi, rồi nhiều thôi. Không. 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 Cái này nặng quá tin ơi. Tin kèm được chết. Mà nó chết tính tám là bớt chết. Ừ. Cái tính tình sao mà kỳ không? Không. Tự nhiên hai đứa đang từ bấm mẹ mày đi. Tao làm gì mày? Mày vừa không biết cháu á. Mẹ mày giết ngoại tao.
nên vô mà vô ngãi cho cố vô la làng nên năn nỉ về chứ ai tự về khoảng vậy tối không nghe mấy anh lại như tối ngày đã trong phòng mà không có đi đâu đâu mình đâu qua năn nỉ tự bia tự diễn nữa bữa đó có qua quận trường năn nỉ không hả à, bữa đó hả ai biết ta nó thường nó mới qua nó năn nỉ về mà thôi anh ta lại nha rồi cứ vậy hoài đó rồi nó đích thằng đi qua tới bỏ luôn còn đội gì được cái rồi có còn mới nói còn không thấy không có còn nói là thấy ở đâu thấy ở đâu hình trên mạng trời ơi trời nó thấy hình trên mạng thì tình luôn hiểu nổi giận này luôn trời má mày tao nói mày đừng nói tới gì thơ thơ rồi mày bên đâu mày đi có bán mấy ngày mày làm gì tao hỏi mày tao làm gì thôi đừng có cự lộn nghe đi không mày ai ai tại bảy đừng thôi tại vì nó đâu đó được cái đâu mà cháy làm chi đừng về con viên mà đánh tao ừ nó ghen hoài không có đâu mà ghen hoài bởi vì Thôi đừng quánh á đừng lại càng tiếp đi càng nữa đừng lại kìa thôi thì càng nó ra đi chứ thôi ấy được bỏ đâu được đưa nơi đi nữa rồi kìa ai danh chừng nó quánh ngay đó ai rồi bãi kiến đó nghe ước giò tiền đâu mà rồi tiền đâu mà máy không có tiền làm gì rồi tiền đâu mà ấy bởi vì nó nóng lên nãy giờ phải rồi ê, nếu mà cảm thấy về rồi thì để giữ ở nhà đi nó không có làm gì rồi mắc gì đi chứ hoài vậy cho nó đi đi đó, bởi vậy đó về đó là gì đó về bữa hai bữa à nhỏ này nó ghen gì đó nó ghen rồi mày có cái gì không mà ghen bởi vậy nãy giờ khuyên nó mà nó không chịu nghe ta có cái gì đâu chừng nào mày bắt tại chặn đi mày ghen tào lao hoài cho có chuyện nó khuyên nó biết được đàng hoàng á là mà tư chở con đi còn ngày tự nhiên nó cũng thương con nó đi kiếm đi tìm mày nó năn nỉ mày về có đâu ờ làm gì rồi mai mốt người kia nó ấy sao đó cứ ghen tào lao bắt giác cái nào mình thấy được đi chính xác đi rồi mình nói mày đi vô nhà chưa cái kêu vô nhà kìa thôi nhịn nó đi nha lại đừng ấy đi không đừng có ấy mày
Nha. Vô buồn. Thôi vô buồn nó đây, vô buồn đây. Ừ. Nó kêu vô buồn rồi, thôi vô buồn đi. Vô buồn đi. Nhìn nó đi ha. Thì nó không được khỏe đâu, nó đâu có, nó đâu bình thường đâu. Nó cũng thương mày quá bởi vì nó